tiếp theo á là mình sẽ tìm hiểu một số cái thành phần căn bản của một cái API. đó Thì cái này á sẽ có nhiều bạn biết rồi nha. À, Sang cũng có biết điều đó nhưng mà để mà mình nói là mình uh, test nó tốt được á thì những cái kiến thức nền tảng nó rất là quan trọng. đó Thì cái này thì mình sẽ uh, không có xem nhẹ nó. Tại vì nếu mà mình uh, nắm vững cái cái nền tảng á, uh, biết được á là một cái API nó cần những thành phần gì á thì khi mà mình test á, thì nó sẽ kỹ hơn và nó không có bị sót những cái thành phần quan trọng đó thì mình sẽ cần phải nắm tổng quan như vậy trước trước khi mà mình đi sâu vào cái phần là về bảo mật ha rồi thì một cái api nó sẽ có một số thành phần quan trọng thì bây giờ sang sẽ liệt kê ra một số cái nha rồi mọi người nghe thấy thiếu cái phần nào thì có thể là comment lên đó thì sang sẽ để một số phần thiếu đó thì mọi người sẽ thấy uh, nó thiếu phần nào thì có thể là chắc lên ha để mình bổ sung thêm rồi một cái api á, thì thường á, là nó sẽ có một số cái thành phần quan trọng để mà gửi thành công được một cái request thứ nhất á, là cái method đó cái method là mọi người thấy ở đây nè đó method có thể là phương thức boss phương thức get phương thức delete phương thức uh, put đó phương thức option rất là nhiều những cái phương thức khác nhau đó thì uh, cái uh, đầu tiên mà mình uh, cần có là một cái HTTP method đó hay, hay hay mình còn gọi là một cái phương thức ha gửi một cái request lên cái thứ hai á uh, là một cái endpoint thì uh, nhiều nhiều chỗ thì mình gọi là đường dẫn hoặc là URL hay là mình gọi là endpoint thì nó đều được ha đó thì thường đó là trong những cái sách hoặc là những cái tài liệu uh, dạng như là chuyên môn quá thì họ sẽ dùng cái thuật ngữ là endpoint nhiều hơn tiếp theo á là một cái request body đó thì ví dụ mình đăng ký một tài khoản đi thì mình cần phải định nghĩa là cái email cái password và những thông tin khác trong cái phần là body rồi sau sau khi mà mình gửi một cái request lên thì nó sẽ trả về một cái response ở bên dưới thì nó sẽ bao gồm cái mã code nè. Ví dụ như là mình đăng ký một tài khoản thành công nó sẽ trả về một cái mã code là 201. Đó, có cái chú thích là created Hoặc là khi mà mình gửi một cái request thất bại lên nó sẽ báo là 400. Đó. Thì đầu tiên là cái status code ha, hay mình còn gọi là một cái response code. Cái thứ hai á là một cái response body. Đó, ví dụ như là mình gửi thành công lên và trên máy chủ nó trả về một số thông tin thì nó sẽ hiện ở trên cái response body đó đó là những thành phần quan trọng của một cái api request và một cái api response ha rồi thì hồi à, nãy giờ, giờ mình liệt kê ra những cái thành phần đó thì à, theo mọi người còn cái gì mà mình thiếu không cái gì mà mình à, đã bỏ qua mà chưa chưa đề cập tới không đầu tiên là có cái method là phương thức nè rồi cái endpoint ở cái request body khi mà mình gửi lên thành công thì nó sẽ trả về một cái uh, response code và một cái response body hay còn gọi là response data rồi mình mình có bị miss hoặc là bỏ qua cái phần nào không thấy cái comment của minh là cái token uhm, token thì không phải là api nào cũng cần có những api cần token có những api là không cần token luôn đó nên cái token nó không phải là cái quan trọng rồi có cái của Phạm Bình là cái param, param là cái 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 tab đầu tiên này đúng không? Thì cái param này thực tế là nó là cũng là cái URL thôi. Những cái gì mà mình nhập trong cái param này nè thì nó sẽ được fill lên cái đường dẫn URL cái endpoint này. Đó nên có thể nói là cái param này với lại cái uh, endpoint nó là một. Tại vì ví dụ như mình bật Postman lên đi ha, mình sẽ bật cái tool Postman lên để người xem. Đó, ví dụ như mình có một cái uh, API mẫu như thế này. Thì bây giờ ví dụ như mình mình nhập vào đây một cái param đi. Đó, thì nó cũng sẽ hiện lên trên cái endpoint. Đó nên cái param nó cũng là một phần của cái endpoint này rồi nên mình sẽ không có tính là một cái thành phần riêng rồi rồi có có nhiều bạn là comment lên là cái header đúng rồi ha thế là để mà mình gửi được một cái request lên á. thì nó sẽ cần thêm một cái header nữa đó thì uh, trong cái header này nè là nó có thể là nó chứa luôn cái authorization tức là cái authorization nó có nó cũng là một phần trong cái header nha chứ mình không có không có tách nó ra có thể là trên cái tool nó nó tách ra làm hai tab đó để cho mình thao tác nhưng thực tế là cái authorization này nó là một phần mà nó được, được truyền vào trong header luôn đó nên nếu mà mình nói là một phần quan trọng phần chính thì nó phải là header đó nó là request header ha rồi khi mà mình gửi cái request lên đó, thì nó sẽ trả về một cái response. Đó, thì trên cái response này nó cũng sẽ có một cái header nữa. đó thì header ở đây nó bao gồm header của request và header của một cái response luôn. đó nên nhìn chung á là để mà gửi được một cái request API thành công á mình sẽ cần method, endpoint, request header, request body và khi mà mình gửi thành công lên nó sẽ trả về một cái là status code, uh, response Body và Response Header đó là một số cái thành phần mà có thể nói là rất là quan trọng ha rồi thì khi mà mình nắm được những thành phần đó thì khi mà test á thì uh, uh, mình sẽ cố gắng là đảm bảo tất cả những thành phần đó nó hoạt động đúng đó thì uh, mình sẽ đi uh, tuần tự thì nó sẽ không bị thiếu đó đầu tiên á là mình sẽ test cái method trước đúng không hồi nãy mình nói là à, cái quan trọng đầu tiên là cái method thì khi mà mình test security á thì mình sẽ test cái method trước. Đó mình cứ theo tuần tự từng cái từng cái một thì nó sẽ à, không bị sót những cái phần quan trọng. Rồi. Thì à, cái phần này mình sẽ chia sẻ một số cái ý tưởng ha. Rồi à, sau này khi mà mình à, test á thì mọi người có thể là tìm hiểu thêm Đó, cái lý do tại sao là như vậy cũng như là mình mở rộng thêm nha. À, buổi hôm nay mình chủ yếu là mình à, chia sẻ một số cái ý tưởng mới, một số cái hướng để mình làm. rồi sau buổi hôm nay thì có thể là mọi người sẽ cần cái thời gian để mà mình research kỹ hơn về những cái mà mình trao đổi ngày hôm nay. đó. rồi thì nếu mà um, dự án đưa cho mình một cái API hoặc là một số API mà kêu mà test security đi thì mình cần phải làm gì? đúng không? đó là một câu hỏi. thì cái đầu tiên á là mình sẽ đảm bảo cái method nó hoạt động đúng và nó an toàn. đó. đầu tiên á là cái method nó phải đúng tức là mình sẽ uh, kiểm tra là cái method nó nó đúng đó thì uh, cái method này nè. hiện tại là nó có cái, một số cái phương thức ví dụ như là get, boss put này kia đó thì uh, mình sẽ đảm bảo là cái method này nó trả về nó show lên là nó đúng với lại cái requirement tức là ví dụ như là trong cái requirement cái method nó là boss đi đó thì ở đây mình sẽ test thử khi mà mình gửi một cái method là boss nó có chạy được hay không và nếu mà, mà mình đổi nó sang cái method là delete đi đó thì nó có báo lỗi hay không đó thì cái đó cái đó cũng là một cái quan trọng nha tức là mình sẽ đảm bảo á, là cái method chỗ này nó phải đúng với lại requirement đó ví dụ như là cái api đăng ký tài khoản trong cái requirement là phương thức là boss thì mình phải đảm bảo là nó chỉ hoạt động với phương thức là post thôi còn nếu mà mình đổi nó sang cái get hoặc là delete đi thì nó sẽ báo một cái lỗi là 405 tức là method nó allow đó thì với cái phần method thì cái kịch bản mà mình test nó sẽ là như vậy đó cũng không khó đúng không đó. cái lý do là ví dụ như là mình không có test cái việc này đi thì nhiều khi á là người ta đổi sang một cái phương thức delete nó lại trigger một cái lệnh xóa hoặc là nó bung ra một số những cái lỗi mà mình không mong muốn thì như vậy không không có đảm bảo được. Đó, và mình cần phải test để đảm bảo là nó chỉ hoạt động với một cái method mà mình mong muốn và mình uh, đã được lập trình trước đó thôi. Còn nếu mà mình chuyển nó sang một cái method mà chưa được định nghĩa thì nó phải báo cái code là 405, cái method not lào Rồi, các bạn nào có câu hỏi thì cứ uh, chat lên ha. Rồi, sau khi mà mình kiểm tra xong cái method á, thì mình đến cái phần thứ hai là cái endpoint đúng không? Thì cái endpoint này thì mình sẽ có một số cái ý liên quan đến bảo mật mà mình cần phải quan tâm nè. Rồi, thì cái endpoint là cái mà mình highlight màu xanh đây. Cái ý thứ nhất á là mình sẽ kiểm tra xem á là trên cái endpoint này nè, nó có một cái ID nào đó mà nó tăng dần hay không? Đó thì mình sẽ hạn chế nha, tức là mình hạn chế dùng những cái ID tăng dần trên những cái URL này. Ví dụ đi, ví dụ như là mình có một cái API là get cái thông tin của hóa đơn. Đó, mà mình có một cái số ID hóa đơn là 123 đi. Rồi khi mà mình chuyển sang 124, 125 thì nó sẽ trả về thông tin của cái hóa đơn tiếp theo. Đó. Thì cái việc mà mình sử dụng những cái ID tăng dần như vậy á thì hacker á, họ sẽ rất là dễ đoán cái số trước đó hoặc là cái số sau đó đó thì mình mình thấy là nó là một cái ý đơn giản thôi tức là một cái id tăng dần thôi nhưng mà nó sẽ xảy ra một cái rủi ro là hacker sẽ đoán được là con số hóa đơn trước đó là bao nhiêu và con số hóa đơn sau đó là bao nhiêu ví dụ như là um, hacker là có được một cái URL có cái mã hóa đơn là 123 đi đúng không thì họ sẽ biết được là sẽ có một cái hóa đơn khác nó có ID là 1 2 2 hoặc là 1 2 4 đó rồi thì ở đây sang có một cái câu hỏi mở nha thì cái lý do tại sao mà mình không nên dùng cái ID tăng dần hồi nãy mình nói là ID tăng dần thì hacker họ sẽ biết được là cái ID trước và ID sau nó là như thế nào thì cái lý do tại sao mà mình không không muốn À, cho họ biết cái thông tin đó. Bà nào có cái ý tưởng thì cứ chat lên ha. Cũng có rất là nhiều những cái nguyên nhân, à, mình thấy là có một bạn chat lên có thể vi phạm bảo mật thông tin khách hàng. Ừ, cái đó cũng cũng có có thể xảy ra tuy nhiên á là mình thấy được á là cái việc mà mình để lộ một cái ID á nó sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái rủi ro mình nói là ví dụ như là cái ID hóa đơn đi đúng không hoặc là cái số ID của thành viên mới đăng ký ví dụ như là mình đăng ký một cái tài khoản trên cái trang web abc.com đó và nó cấp cho mình một cái ID là một nghìn hai mươi đó thì hacker họ sẽ biết được ở uh, trong cái database đó, nó sẽ có khoảng 1020 cái thành viên hoặc là uh, hacker sẽ biết được ở uh, 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 cái công ty này họ đã có khoảng uh, uh, 1 hóa đơn rồi đó thì từ những thông tin đó thì nhiều khi uh, là nó ảnh hưởng đến cái business và uh, hacker có thể thu thập một số thông tin và uh, giống như là họ điều tra hoặc là họ dùng những thông tin đó để phân tích về những cái việc kinh doanh của công ty mình. đó ví dụ như mình để lộ cho họ biết đó là bên mình đó là có bao nhiêu thành viên, đó thì nó cũng là một phần đó nó cũng nhạy cảm và mình để lộ cho họ biết đó là mình đã xuất bao nhiêu cái hóa đơn rồi, đó thì nó cũng một phần đó thì nó cũng nhạy cảm và nếu mà hacker họ dùng cái thông tin đó cho những cái mục đích mà nó nó, nó có chủ đích đó, thì những cái thông tin đó nó lại rất là có giá trị cho hacker kiểu như vậy. Đó, thì uh, thường là mình sẽ cố gắng là dùng những cái ID nó ngẫu nhiên để hạn chế cái việc là mình để lộ những cái resort ID ha. Đó, để tránh cái trường hợp là hacker họ thu thập và uh, có được nhiều thông tin về cái ứng dụng về hệ thống của mình. Rồi, cái ý thứ hai thì uh, nó cũng là một cái cách để mình mình uh, thiết kế cái API thì thay vì là mình sẽ hiện cái thông tin của order bằng cách là sạc user rồi sạc cái user id là 123 rồi xẹt order đúng không thì nó sẽ hiện thông tin của order thì như vậy là vô tình mình để lộ cái id ra thì lúc đó thì mình sẽ sửa là một tí là sạc mi rồi xẹt order thôi đó thì như vậy thì nó sẽ không có show ra cái id đó và nó sẽ dựa theo cái token của mình mà nó biết là mình là cái id bao nhiêu và nó sẽ show ra đúng cái order của id đó cái là nó sẽ không dựa theo cái uh, số tăng dần để nó biết là mình là ID bao nhiêu mà nó sẽ dựa theo cái token đó và tự động á, là ứng dụng sẽ hiểu á, là cái người này là người nào và có những cái thông tin order nào đó cái thứ ba là mình sẽ kiểm tra ví dụ như là trong trường hợp á, là mình cố tình nhập vào đây á, những cái URL mà nó không hợp lệ đi ví dụ như là những cái đường dẫn mà nó nó không tồn tại đi thì cái ứng dụng của mình nó nó có khả năng nó xử lý những cái đó hay không? Đó, thì cái mong muốn của mình đó là khi mà mình nhập vào những cái đường dẫn mà nó không hợp lệ thì nó sẽ báo là 404 tức là resort not found, đó, chứ nó không có show ra những cái thông tin gì lạ hoặc là những cái lỗi mà chứa những cái thông tin nhạy cảm trên đó. Và cuối cùng á là trên cái URL này nè thì mình sẽ không có nên show những cái thông tin nhạy cảm trên đó, ví dụ như là có vài ứng dụng á thì họ truyền luôn cái param là cái password lên đây đó nhưng mà cái việc mà mình truyền cái password lên trên cái url á là nó là một cái điều rất là nhạy cảm và mình sẽ uh, không có làm cái việc đó đó thì nếu mà sau này á cái api của mình mà nó truyền những thông tin nhạy cảm lên cái endpoint á thì mình sẽ lắp một cái tích kịch ha mình sẽ sẽ chat đó là chỉ được lưu ở trên cái body thôi chứ không có nên show những cái uh, token hoặc là những cái password ở trên cái url đó thì đó là bốn cái ý liên quan đến cái phần là Endpoint ha rồi không biết là có bạn nào mà có cái câu hỏi hoặc là có muốn trao đổi gì thì cứ chat lên trên cái khung chat ha đó thì uh, mình có một số cái uh, trường hợp hay test được ví dụ như cố tình nhập vào một cái URL nó không tồn tại hoặc nó sai nè đó kiểm tra xem uh, là ứng dụng có khả năng là handle được cái trường hợp đó hay không rồi Kiểm tra xem là trên đó nó có những cái ID gì đó tăng dần hay không Nếu mà có thì mình sẽ lắp một cái issue Hoặc là mình sẽ kiểm tra xem là trên cái URL đó nó có chứa cái token hoặc là cái password hay không đó Nếu mà nó có thì mình cũng lắp những cái ticket để mình báo cho team biết Rồi đó là cái phần URL rồi đúng không Tiếp theo là mình đến cái phần là của header đó thì trên header này cũng mình cũng cần phải test ví dụ như là mình sẽ mở cái danh sách header lên mình xem thử là trên cái header này đó nó có đính kèm cái thông tin ví dụ như là cái thuật toán mà mình dùng để mã hóa cái token hay không đó thì mình sẽ cố gắng là không nên show những cái thông tin nhạy cảm những cái thông tin ví dụ thuật toán mình sử dụng là cái gì ở trên cái header luôn đó mình hạn chế cái việc đó không được show lên cái thứ hai á là những cái thông tin ở trên cái header thì mình cũng giới hạn cái độ dài, tức là không nên để cho hacker nhập vào một cái header mà nó rất là dài. Đó có thể là nó sẽ bung ra một số cái lỗi trên cái API của mình. Đó và cuối cùng á, là mình cũng kiểm tra cái content type trên cái uh, header luôn. Thì thường á là những cái API thì nó sẽ có cái content type là application json ha. Đó thì mình sẽ kiểm tra xem á là cái cần type nó có truyền hay chưa và nó truyền đúng hay không đó. thì nếu mà uh, không có truyền cần nên thai hoặc là truyền sai cái thông tin đó thì nó cũng nên báo cái lỗi ví dụ như là lỗi 400 bad request để nó yêu cầu là mình phải nhập đúng cái cần nên thai đó thì cái header là một cái mà mình cũng có thể là test được một số cái ý liên quan đến bảo mật trên đó rồi tiếp theo là cái phần phần uh, body body này là cái phần mà mình sẽ làm việc và test cũng khá là nhiều nè rồi cái um, ý đầu tiên á là mình sẽ kiểm tra cái phần là input tại vì thường á là body thì người ta sẽ input rất là nhiều những cái thông tin trong đó đó thì mình sẽ kiểm tra những cái input ví dụ như là uh, đây là cái uh, API đăng nhập đi ha đó, thì mình sẽ kiểm tra xem đó là nếu mà nhập vào đó một cái payload liên quan đến SQL injection đó thì nó có uh, khai thác được hay không. Đó. Thì uh, trên cái kênh YouTube của Test Mentor cũng có một cái video chia sẻ kỹ hơn về cái lỗi SQL injection ha. Bạn nào mà muốn xem lại về cái lỗi đó thì có thể là search trên cái YouTube của Test Mentor. Cái ý thứ hai á là do là những cái uh, input trong cái phần body này nè Nó là những cái input từ user nhập vào đúng không Thì mình sẽ kiểm tra xem á, Là những cái field này á, Là mình có set những cái mắc length hay chưa Đó ví dụ như là Ở đây mình có một cái field là trả lời câu hỏi bí mật nè Đó thì mình cũng kiểm tra xem á, Là những cái thông tin Những cái câu trả lời của user nhập vào á, Nó có quá dài hay không Đó thì cái uh, uh, Mong muốn của mình á, là Có một cái độ dài tối đa đó ví dụ như là 200 ký tự, 255 ký tự. Đó, tuy nhiên là mình không có để user nhập vào một cái input mà nó unlimited. Đó thì khi mà họ nhập vào một cái input mà nó quá dài thì có thể là API của mình nó handle không nổi và nó bung ra những cái lỗi mà mình không mong muốn. Đó thì cái cái phần này là cái mà mình có thể test rất là dễ. Tức là mình đảm bảo tất cả những cái input field mà user nhập vào thì nó phải có một cái mắc length. Tức là độ dài tối đa rồi cái ý thứ ba là ví dụ như là một số cái API liên quan đến đăng ký đó hoặc là reset password những cái gì mà có nhập cái mật khẩu đó, đó thì mình sẽ kiểm tra cái độ mạnh của cái mật khẩu ở ví dụ như là trong trường hợp này là fail nè tức là đăng ký với một cái mật khẩu nó quá yếu đó. tuy là nó tám ký tự nhưng mà nó toàn là số thôi thì mình cũng xếp nó vào trong cái loại mật khẩu là nó yếu ha thì một cái mật khẩu mạnh á, thì nó sẽ thường á, là nó trên 8 ký tự nè cộng với việc đó là nó có một số cái tiêu chí khác ví dụ như là chữ hoa chữ thường kết hợp với một con số hoặc là những cái ký tự đặc biệt trên đó đó thì mình mới xem nó là những cái bát buộc mạnh ha và cuối cùng á, là mình sẽ kiểm tra cái format ví dụ như là cái field đó mình nhập id đi thì cái format của nó chỉ nên là số thôi hoặc là cái đó là nhập email thì cái format của nó phải là một cái địa chỉ email hợp lệ. Đó. Rồi, thì đây là bốn cái ý ha để mình có thể là mình test liên quan đến cái phần là security cho những cái input nhập vào. Rồi, các bạn nào có cái câu hỏi hoặc là có cái concern nào trên những cái ý này thì có thể là chat lên ha. Đó thì ví dụ như là mình test uh, API đi. Thì uh, sẽ nghĩ là dễ nhất đó là mình sẽ đầu tiên là mình kiểm tra cái MacLan, đó tất cả cái field luôn. Ví dụ trong trường hợp này nè mình thấy là nó có email, có password có cái field là trả lời câu hỏi bí mật. Đó thì mình sẽ kiểm tra để đảm bảo là tất cả những cái field này nó nên có một cái MacLan tức là một cái độ dài tối đa đó một cái validation cái độ dài tối đa thì cái độ dài này thì tùy mình quy định nhưng mà nó không có được unlimited thôi cái thứ hai á là mình kiểm tra xem là nó có những cái field nào mà nó đòi hỏi những cái input đặc biệt hay không đó. ví dụ như là email nè đó thì mình sẽ kiểm tra nó phải đúng là email hoặc là cái id đi đúng không dưới này có id nè thì mình sẽ kiểm tra nó phải đúng là con số chứ nếu mà nhập chữ hoặc là ký tự đặc biệt vào thì nó cũng phải báo lỗi chứ nó không có gửi thành công đó còn những cái uh, fill nào mà có bắt thì mình sẽ kiểm tra cái độ mạnh của backward đó đó thì nhìn chung là trong cái phần là request body thì có khá là nhiều cái mà mình có thể là kiểm tra được trong cái phần này rồi thì đó là cái phần uh, request nha tức là nãy mình nói là request thì mình đã đi qua cái phần là method uh, header Endpoint với lại cái body rồi. Tiếp theo á là khi mà mình gửi một cái request lên thì uh, cái response nó trả về nó cũng phải hợp hợp lệ, tức là nó đúng với lại cái uh, Guidelines của security. Đó, thì uh, khi mà mình gửi một cái request lên á thì tương ứng với lại cái hành động đó thì nó sẽ trả về một cái code nó đúng. Ví dụ như là uh, mình gửi thành công đi. Đó thì nó trả về cái cái code là 200 mình tạo thành công một cái record thì nó sẽ trả về kết quả là 201. Đó, hoặc là khi mà mình input cái thông tin mà nó không hợp lệ, nó bị sai chỗ này, sai chỗ kia thì nó trả về cái code là 400. Đó. Thì mình sẽ đảm bảo là là cái code này nè, nó trả về nó tương ứng với lại cái cái kết quả mà cái request đó nó gửi lên. Hoặc là khi mà mình gửi một cái request lên nhưng mà cái endpoint của mình nhập nó, nó không đúng, server nó không tìm thấy đó thì nó sẽ trả về kết quả là 404. Đó thì mình sẽ đảm bảo là cái này nó trả về đúng ha. Rồi, cái thứ hai á là về cái response body luôn. Đó, response body thì mình cũng sẽ có một số cái để mình test. Cái thứ nhất á là cái này thì có thể là mình chưa có test thì mọi người có thể là ứng dụng thử vào trong cái dự án của mình. Thứ nhất á là mình sẽ không có nên show tất cả những thông tin trong cái data ra trên cái API đó thì thường ấy là cái lỗi này nó gặp rất là nhiều do là dép hay dạng như là show tất cả ra cho nó nhanh đó nhưng mà ví dụ như là trong cái database của mình có khoảng 50 field mà mình show ra 50 field luôn đó thì nhiều khi là mình show quá cái mức cần thiết đó thì cái ý tưởng á là những cái data này nè mình chỉ show lên những cái nội dung mà mình cần thôi đó chứ không có nên show lên tất cả những cái data có trong cái database đó thì mình sẽ kiểm tra rất là kỹ uh, những cái thông tin mà cần show lên trên cái response nó là những thông tin gì à. thì cái này lúc mà mình làm cái requirement đó làm cái đốc thì mình cũng nên uh, có một cái bảng để mình mình check vào ha ví dụ như là uh, trên cái data của mình đó, nó có 50 cái field đó thì mình sẽ có một cột là mình stick vào những cái field nào mà mình muốn nó show lên trên cái response lúc mà mình chạy trong thực tế đó chứ mình cũng không có nên show lên tất cả tại vì show lên tất cả thì cái data mình nó rất là dài và nó chứa một số cái thông tin mà có thể là mình không muốn nó show lên đó rồi cái thứ hai á là mình sẽ kiểm tra để không có hiện lên những cái thông tin nhạy cảm ví dụ như là cái mật khẩu của người dùng đi thì mình không nên show nó lên trên cái response này đó ví dụ như là mình uh, uh, có một cái API là get uh, uh, profile user đi đúng không đó thì uh, mình truyền cái ID user vào đó thì nó, nó nó trả về cái thông tin của cái user đó tuy nhiên đó là nó không nên trả về cái password của user đó tại vì cái password mình xem nó giống như là cái thông tin nhạy cảm nó không nên show lên trên cái response đó thì ý này cũng là một ý quan trọng ha rồi cái thứ ba là khi mà mình đăng nhập sai đi. Đó, hoặc là mình thao tác một cái uh, hành động nào đó nó bị sai thì cái API nó không nên chỉ rõ là cái thông tin gì là sai. Đó, mình ví dụ một cái trường hợp đi ha. À, khi mà user họ nhập vào một cái um, username nó không có trên hệ thống. Đó, và cái ứng dụng của mình show ra một cái thông báo là chúng tôi không tìm thấy cái username này hoặc là chúng tôi không tìm thấy cái email này trên hệ thống. Đó, thì với functional thì cái điều đó là bình thường. Đó, tuy nhiên á là đứng góc độ là bảo mật á thì cái câu thông báo đó nó xếp vào cái dạng á là để lộ thông tin nhạy cảm. Cái lý do là cái ứng dụng của mình nó nó show ra là cái email này nó có đăng ký hay là chưa. Đó, thì nhiều khi á là user họ không có mong muốn việc đó. Đúng không? Đó mình ví dụ đi ví dụ như là mình có một cái trang web là của bệnh viện đi ha mình nói như vậy đó bây giờ mình nhập vào một cái email của một cái người bạn mình đúng không tự nhiên cái nó show ra một câu thông báo á là email này đã tồn tại đó thì tự nhiên á là user họ bị ảnh hưởng tức là cái thông tin đó họ muốn bí mật họ không muốn để lộ nhưng mà thông qua cái ứng dụng của mình đó là nó để lộ cái thông tin đó là người ta có thể điều tra được, người ta có thể là uh, biết được á, là một người nào đó có là thành viên và là có tồn tại trên cái hệ thống đó hay chưa. Đó, thì với những hệ thống thông thường thì nó không có ảnh hưởng gì, nhưng mà với những cái hệ thống mà nó nhạy cảm, nó liên quan đến nhiều yếu tố về sức khỏe, về cá nhân, đó thì cái việc mà mình show lên một cái email nó đã tồn tại hay là chưa tồn tại trên hệ thống đó, nó ảnh hưởng đến cái thành viên đó rất là nhiều đó thì mình nói một cái ví dụ liên quan đến bệnh viện như vậy thôi. Ngoài ra thì có những cái ứng dụng khác ví dụ như là ứng dụng chơi game hoặc là những ứng dụng khác á, người ta cũng không muốn là show ra cái email mình có đăng ký hay là chưa đăng ký. Rồi cái thứ tư á là mình cố gắng là hạn chế show ra những cái exceptional trên cái response. Thì, à, ví dụ như là khi mà mình nhập vào một số cái data nó không hợp lệ. Á, thì nhiều hệ thống nó show ra rất là nhiều những cái lỗi, những cái exceptional trên cái response data nhưng mà thường là những cái exceptional đó nó chứa rất là nhiều những thông tin nhạy cảm mà mình không mong muốn ví dụ như là nó chứa cái đường dẫn của những cái file trên server hoặc là chứa cái uh, uh, source code của cái uh, API đó. đó thì những thông tin đó là mình không có muốn nó show ra đó. thì cái ý cuối cùng là mình sẽ đảm bảo là khi mà mình gửi request lên đó, là trên cái response nó không nên show ra những cái structure hoặc là những cái exceptional những cái error message mà mình không mong muốn đó thì trên cái response data mình sẽ có bốn cái phần như vậy để mình kiểm tra ha rồi ở đây có một số bạn có đặt câu hỏi ở đây thì chắc là để Xem check qua nhanh một số cái câu hỏi này ở đây ha Rồi API get token. Ví dụ như là request from username và password thì respond là token. Uh, thông tin này nhạy cảm. Phải không? Ví dụ như là mình có một cái API đăng nhập đi, đúng không? Mình đăng nhập thành công, nó cấp cho mình một cái token lên cái respond thì cái token đó nó cũng đã được mã hóa rồi, đúng không? Nó là một cái dãy nó đã được encrypt rồi. Đó, thì uh, cái token đó bản thân đó là nó cũng xếp vào những cái những cái data mà nhạy cảm nha mà mình cần cần được bảo vệ tuy nhiên á là những cái API đó thường đó là mình cố tình show nó lên ví dụ đi ví dụ như là em đăng nhập đi thì em phải show cái token lên đó, thì em mới dùng cái token đó cho những request tiếp theo được đúng không đó nên ở đây nó sẽ có hai ý cái ý thứ nhất á là đồng ý là cái token là thông tin nhạy cảm đó và cái token là cái mà mình phải bảo vệ tuy nhiên á cái thứ hai á là cái việc mà nó show lên á mình không tính là lỗi do cái lúc đó là mình cố tình mình show lên để mình lấy được cái token đó mình truyền vào trong những cái request tiếp theo. Đó, thì nó sẽ có hai ý tách biệt như vậy nha. Thứ nhất á là token là thông tin nhạy cảm, à, đồng ý nha. Nhưng mà mình à, cố tình mình show lên trên cái response để mà mình dùng cái token đó cho những request tiếp theo. Nên mình sẽ không có xem nó giống như là một cái security issue tại vì cái đó là cái mong muốn của mình cái mà mình dự định làm như vậy rồi rồi làm thế nào để hòa cả tính năng và bảo mật câu hỏi này rất là hay nha à, giống giống như hồi nãy á, mình à, mình nói là không nên show ra một cái câu thông báo cụ thể đúng không đó ví dụ đi mình à, mình có một cái một cái note ở đây ha, cho là mọi người vẫn nhìn được cái màn hình. Thì uh, ví dụ như là một cái câu thông báo mà mình gọi là chưa tốt đi. Chưa tốt nha. Cho nó màu đỏ. Là incorrect password. Đó. Và một cái câu thông báo tốt hơn á, tốt ở đây đứng góc độ là security nha, là in valid username, o, oh. password. đó. thì mình thấy á là đứng góc độ là về tính năng đi, đúng không? đứng góc độ là functional thì khi mà mình nhập sai password thì mình mình mong muốn là nó hiện ra câu thông báo rõ ràng. đó. sai password thì hiện ra thông báo là password bạn chưa đúng. đó. thì đứng góc độ là functional thì mình muốn nó show ra bên trái hơn. Tuy nhiên á là đứng góc độ là bảo mật á thì mình lại muốn show nó lên bên phải hơn, do là bên phải á nó nó là một cái câu chung chung. Đó, invalid username or password thì hacker cũng không biết đó là username sai hay là password sai hay là cả hai cùng sai. Đó, thì bảo mật thì mình sẽ ưu tiên cái bên phải hơn. Đó, nhưng mà về chức năng hoặc là về cái trải nghiệm người dùng đó, thì người ta thích bên trái hơn tại vì bên trái nó rõ ràng nó trực trực tiếp nó không có lòng vòng đó còn bên phải thì nó lại chung chung kiểu như vậy thì câu hỏi đặt ra là có một cái sự conflict nào giữa tính năng và bảo mật hay không hay mình còn gọi cụ thể là có một cái sự conflict nào giữa cái trải nghiệm người dùng và cái bảo mật hay không thì câu trả lời là có và chắc chắn luôn. Đó. Thường á là bảo mật á với lại trải nghiệm người dùng nó sẽ bị đối lập nhau. Đúng không? Không rất là khó để à, mình vừa tăng cái tính bảo mật mà mình vừa tăng cái tính trải nghiệm người dùng lên rất là khó và hai cái đó nó nó thường là đối nghịch nhau. Một khi mà mình tăng cái bảo mật lên á thì cái trải nghiệm người dùng nó sẽ giảm xuống đó nó sẽ khó dùng hơn và nó uh, khó thao tác hơn, người ta dùng nó sẽ không có thoải mái hơn. Còn nếu mà mình tăng cái trải nghiệm người dùng lên, mình tăng cái chức năng lên thì cái bảo mật nó sẽ giảm. Ví dụ như là mình mình nói là mình ưu tiên cái cái, cái câu này để nó nó ngắn gọn và nó trực diện. Đó. Thì lúc đó thì trải nghiệm nó rất là tốt nhưng mà bảo mật thì nó lại fail. Đó, nên uh, trải nghiệm người dùng và bảo mật nó luôn là một cái chủ đề Và nó luôn có một cái sự Conflict với nhau Đó Thì là một người làm sản phẩm á, Thì mình sẽ xem thử là ứng dụng của mình Mình ưu tiên cái nào hơn Ví dụ như là mình nói là Mình làm một cái ứng dụng ngân hàng Hoặc là một cái ứng dụng liên quan đến tiền bạc, ví điện tử Thì chắc chắn á, là mình phải ưu tiên bảo mật hơn Đó, trải nghiệm thì mình sẽ ưu tiên Sau đó Chứ không thể nào mà mình ưu tiên trải nghiệm Người bảo mật mình mình bỏ được đó, những cái ứng dụng liên quan đến tiền bạc thì bảo mật nó phải quan trọng nhất. Sau đó thì trải nghiệm nó khó dùng một tí, người ta vẫn chấp nhận. Trong thực tế mọi người sẽ thấy cái trường hợp này rất là nhiều. Ví dụ đi ha. Ví dụ như là mọi người đi ra cái ATM á. Mọi thấy không? Cái máy ATM á. Đó. đó. ATM nó có một cái quy tắc á là mình nhập sai mã pin 3 lần thì nó nó nuốt luôn thẻ đúng không? Đó nhập sai ba lần nó nuốt luôn thẻ. Thì cái trải nghiệm đó, nó rất là rất là tệ. Tại vì nhiều khi người ta cũng không nhớ buộc không nhớ cái mã pin, người ta nhập sai ba lần tự nhiên mất cái thẻ và làm rất là nhiều thứ để mà mình khôi phục lại. Đó, thì cái trải nghiệm người dùng nó rất là tệ. Tuy nhiên á là do là nó liên quan đến cái việc là tiền bạc tài chính nên người ta ưu tiên đến cái bảo mật hơn. Đó, người ta ưu tiên bảo mật hơn nên nhập sai ba lần là chấp nhận cái việc là nuốt thẻ. Đó, chứ không có để cái trường hợp là Uh, muốn nhập bao nhiêu nhập. Đó thì hacker họ sẽ thử, thử nhập rất là nhiều những cái mã PIN khác nhau thì nhiều khi là họ may mắn họ họ tìm được thì sao. Đó, nên quay lại cái câu hỏi của bạn á thì uh, giữa bảo mật và tính năng hoặc là mình gọi là giữa bảo mật và trải nghiệm người dùng á nó luôn có một cái sự đối nghịch nhau. Và quan trọng á là mình muốn ưu tiên cái nào hơn tùy theo cái uh, ứng dụng của mình. Có những ứng dụng thì người ta sẽ ưu tiên bảo mật hơn, còn có những ứng dụng thì người ta sẽ ưu tiên về trải nghiệm người dùng hơn. Rồi. À, tiếp theo đó là có một cái input của Khương là token sẽ có thời hạn thì hợp lý ha. Thì thường đó là những cái token đó mình nên có một cái thời hạn. Cái lý do là nếu mà mình sử dụng một cái token năm này qua năm khác đó, thì cái khả năng mà người ta đón được cái giá trị token đó nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà mình thay đổi liên tục thì cái việc mà đoán ra nó cũng sẽ khó hơn. Thì cái này nó không chỉ là áp dụng trên cái token nha. Mà nó còn áp dụng với cái password nữa Ví dụ như là Một cái password mà mình dùng 10 năm Thì cái khả năng mà người ta đón cái password đó nó rất là cao đó Nhưng mà nếu mà một cái password mà mình thay đổi liên tục đó, Thì nó sẽ giảm được cái việc đó là người ta đón ra Tại vì người ta chưa đón ra để mình đổi một cái mật khẩu mới rồi Đúng không? Thì đó cũng giải thích được cái lý do tại sao mà công ty đó, Họ hay yêu cầu mình đổi cái password khoảng 3 tháng một lần đó, Thì nó cũng có cái nguyên nhân ha để đảm bảo cái bánh quật của mình nó luôn được mới liên tục để hạn chế cái việc đó là người ta đoán ra được cái giá trị đó. Đó thì khi mà mình học về security thì cũng sẽ có được cái mindset cũng như là mình hiểu lý do tại sao bên ngoài á nó nó làm như vậy đó. Ví dụ như là hiểu tại sao mà cái cái mã pin nó nó giới hạn là chỉ là ba lần thôi, đó không được nhập hơn, nó có lý do hoặc là hiểu tại sao và cái bắt buộc của mình nó nó nên thay đổi liên tục đó thì nó cũng có cái lý do của nó ha rồi có bạn nào mà có chia sẻ nào khác thì cứ có thể là chat lên ha thì uh, mình sẽ đọc uh, cái những cái chia sẻ đó thì mình uh, input thêm cái uh, ý kiến thêm rồi thấy uh, có một câu hỏi gần nhất là khi test API mình có test cái field require hoặc không require không ví dụ như là trong session body uh, bỏ trường email đi thì khi ở request API có trả về lỗi code không thì cái này nó sẽ tùy theo cái thiết kế của API ha sẽ có những API á là nếu mà mình bỏ cái một cái field nào đó thì nó báo lỗi đó. ví dụ như là cái API đi thì uh, nếu mà mình bỏ một cái câu một cái field này đi đó đó thì nó báo lỗi tuy nhiên là sẽ có những cái API á mình bỏ những cái field này thì nó vẫn gửi được đó thì cái này nó sẽ không có cố định ha nó tùy theo cái cách thiết kế của API mình ừ. có nhiều API á mình uh, truyền thêm nhiều hơn tức là ngược lại với trường hợp là mình bỏ đi mà mình truyền thêm nhiều hơn á thì nó vẫn gửi được tuy nhiên á là trong database nó không có ghi nhận tức là mình truyền nhiều hơn nó vẫn cho phép mình gửi nhưng mà trong database nó không có ghi nhận vào trong cái dữ liệu thôi đó thì nó cũng sẽ tùy theo cái cách thiết kế của mỗi API nó khác nhau rồi thì đó là một số cái ý để mình làm ha chắc là mình sẽ đi tiếp bạn nào mà có cái câu hỏi hoặc là Muốn chia sẻ cái gì đó thì cứ chat lên khung chat ha. Rồi. Đó, thì nhìn chung á là khi mà mình test uh, một cái uh, API á thì mình sẽ cố gắng đi qua tất cả những cái uh, field cần thiết, ví dụ như là cái method nè, cái endpoint, request header, request body, Respond uh, response header và cái response body. Rồi, trên cái uh, response header mình cũng có một số cái mà mình có thể test được. Ví dụ đi, ví dụ như là khi mà mình gửi một cái request lên. Đây, mình gửi thử một cái request lên ha. Tại là nó, cái server nó đang có vấn đề nên không có gửi được. Mình sẽ thử một cái API khác. Có rất là nhiều API ở đây, mình sẽ thử một API khác ha đây. Rồi Thì uh, Ngoài cái việc đó là mình check cái cái code nè, rồi cái response data thì Có một cái đó, uh, Là mình cũng ít quan tâm là cái header nè Tức là cái header trên cái response đó. đó Thì mình cũng sẽ verify xem là trên cái header này nó có những cái thông tin gì nhạy cảm hay không đó. ví dụ như là mình thấy là trên cái uh, response header này á, nó có một cái là thông tin là server đó. mà ví dụ như là trong tương lai nó ghi là cloudflare hoặc là một cái server nào đó kèm cái phiên bản nào đó vào đó. đó thì mình thấy là nếu mà nó show ra cái thông tin nhạy cảm ở trên cái response header á, thì mình cũng lock cái issue luôn đó. nó sẽ 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 có những cái api mà khi mà mình gửi lên đó là trên cái Respawn nó trả về rất là nhiều những thông tin mà mình không mong muốn ha mà mình sẽ ẩn nó đi đó, đã làm trên cái Respawn header